Kính chào quý khán giả, sau đây là bản tin Top News của ngày thứ ba, 27 tháng 3 của VTV Network với Phạm Cơ và Vũ Kiệm. Kính thưa quý vị, trước hết là tin Đức sẽ giam ông Puigdemont thêm vài ngày nữa mới quyết định dẫn độ về Tây Ban Nha hay không. Tin cho biết là ngày hôm qua 26 tháng 3, một tòa án ở miền Bắc nước Đức đã gia hạn tạm giam đối với lại cựu thủ hiến của Catalonia thuộc Tây Ban Nha. Đó là ông Carles Puigdemont, trong lúc chờ đợi quyết định của một tòa án cao cấp hơn về việc có tiến hành các thủ tục dẫn độ ông về Tây Ban Nha hay không. Tin cũng cho hay là các thẩm phán đã bác bỏ mọi lý lẽ và yêu cầu của phía luật sư, đồng thời quyết định tiếp tục tạm giam ông cho đến khi có quyết định tiếp theo liên quan tới các thủ tục dẫn độ. Quyết định gia hạn tạm giam ông Puigdemont được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông bị cảnh sát Đức bắt giữ khi đang lái xe trên đường từ Đan Mạch qua biên giới nước Đức. Thưa quý vị, Liên Âu là một cái tổ hợp 28 quốc gia, bây giờ chỉ còn 27 thôi, nhưng họ có những cái luật lệ khác nhau. Ông Puigdemont là một người bị Tây Ban Nha truy nã về cái tội là tổ chức bầu cử bất hợp pháp và tổ chức là kêu là đòi độc lập. Và vì vậy cho nên ông đã phải trốn sang bên Bỉ chỉ vì cái tội nói trên. Khi ông ở bên Bỉ thì chính phủ Bỉ che chở cho ông, chính phủ Bỉ ở trong Liên Âu. Ông ở một thời gian và khi ông đi họp tại Phần Lan thì ông được biết rằng là Tây Ban Nha bắt đầu đưa ra cái lệnh bắt giữ ông, cho nên ông vội vàng lái xe về trở lại. Tuy nhiên từ Phần Lan ông đi về và đi ngang nước Đức thì ông bị bắt giữ ở nước Đức. Bây giờ tòa án Đức đang quy định, đang xem thử luật lệ như thế nào và liệu rằng là họ có giao ông cho Tây Ban Nha hay là không, hay để ông được tự do đi ra rồi trở về là nước bị như cũ, thì tòa án của Đức chưa quyết định được. Thì nói chung luật lệ ở bên phía Liên Âu rất là sơ sài, họ chỉ có là một cái liên hệ với nhau về kinh tế, còn về chính trị thì hầu như không có. Bản tin kể là bản tin liên quan tới vụ Cambridge Analytica. Thưa quý vị, Cambridge Analytica là một tổ chức liên quan đến vấn đề kêu là tâm lý của con người, và họ đã nghiên cứu tâm lý của 50 triệu người Mỹ. Rồi từ đó họ đưa ra những cái kết luận về những người này khuynh hướng chính trị như thế nào để họ cố vấn cho ủy ban tranh cử của Tổng thống Trump. Thì vụ này bị phát giác, công ty này thành lập từ lâu rồi, từ năm 2014 cho đến nay. Và họ bị phát giác, và hiện nay thì người ta đang điều tra về vụ này. Thì cái người mà tố cáo vụ này là anh Christopher Wiley, một nhân viên ở trong cái tổ chức Cambridge Analytica. Ông này hiện nay nói rằng là chiến dịch Brexit ở nước Anh cũng có những cái sai lầm ở trong đó và vi phạm luật lệ bầu cử, bởi vì họ đã xài ngân sách quá cái mức cho phép của ủy ban bầu cử. Ông này cũng tố cáo rằng là ở bên Canada cũng có một cái tổ chức tương tự, và tổ chức này được đẻ ra bởi Cambridge Analytica, cũng đang có những hoạt động tương tự, tức là điều tra về tâm lý. Và cái việc này hiện nay đang đưa đến một cái sự kêu là thay đổi trong cái tình huống nghiên cứu về chính trị, bởi vì từ khi họ nghiên cứu về tâm lý con người thì họ có thể biết được con người thích cái gì và muốn cái gì, và từ cái chỗ thích và muốn đó họ biết được tâm lý chính trị người đó như thế nào. Thì đó là cái nguyên nhân của những sự lộn xộn hiện nay mà tổ chức Cambridge Analytica đã gây ra khắp thế giới, thưa quý vị. Tiếp theo là tin về hội nghị thượng đỉnh Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ không mang lại kết quả. Liên Âu đã đồng ý tiếp tục đưa tiền cho Thổ trong vụ chặn đứng di dân tị nạn từ Thổ trốn vào Liên Âu, nhưng không chấp nhận các yêu cầu khác của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là xin được gia tăng mậu dịch và tự do đi lại cho người Thổ trên đất Liên Âu. Tuy vậy, Liên Âu chỉ chờ chứ không có bác đơn xin gia nhập vào khối Liên Âu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, ông Erdogan là một nhà độc tài, và vì vậy cho nên Liên Âu rất là không thích ông này, và vì vậy họ đã bác bỏ đơn xin gia nhập Liên Âu của nước Thổ. Họ nói rằng họ đồng ý nếu ông từ bỏ chế độ độc tài, phục hồi dân chủ. Tuy nhiên ông không có chịu vụ này, và do đó thì hiện nay ông chỉ đòi nếu không được vào Liên Âu thì ông chỉ muốn cho dân chúng được tự do đi lại trong Liên Âu là dân Thổ, nhưng mà Liên Âu không đồng ý. Và hiện nay cuộc họp thượng đỉnh tại Bulgaria chỉ đưa đến một quyết định duy nhất, đó là vẫn tiếp tục duy trì tình trạng viện trợ 3 tỷ đô la cho người Thổ để người Thổ chăm sóc dân tị nạn Syria trên đất Thổ mà thôi. Còn ngoài ra tất cả những điều khác họ đều bác bỏ, mặc dù rằng NATO,
cũng là một hội viên của NATO như là các quốc gia trong Liên Âu, thì đó cũng là một cái tin rất là lạ lùng về vấn đề thổ và Liên Âu. Bản tin kể là bản tin liên quan đến Úc, thưa quý vị. Chắc quý vị còn nhớ đến cái vụ người Nga liên quan đến việc tấn công một điệp viên nhì trùng của Nga đang ẩn trốn trên đất Anh. Và cuộc tấn công này khiến cho hai cha con người gián điệp nhì trùng này bị trúng một chất độc do người Nga chế tạo, và vụ này nổ lớn. Chính phủ Anh cho rằng người Nga đã làm quyền và tấn công nhân viên của họ ngay trên đất Anh, và việc sự việc này gây ra một vụ rắc rối lớn về ngoại giao ở khắp nơi. Nước Anh đã trục xuất kêu là 23 nhà ngoại giao, nhiều nhà và nhiều quốc gia khác ở trên thế giới cũng trục xuất ít nhất là 100 nhà ngoại giao của nước Nga. Ngay cả Hoa Kỳ cũng trục xuất 60 nhân viên ngoại giao Nga và đóng cửa luôn cái tòa lãnh sự của người Nga ở tại Seattle. Và đây là nước Úc. Nước Úc trục xuất hai nhà ngoại giao của người Nga mà họ cho rằng đây là những nhà ngoại giao đổi lốt gián điệp mà thôi. Nói chung cái vụ này đang diễn ra rất là lớn trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị, về tin đồn cho biết là lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un đang viếng thăm Bắc Kinh. Phía Nam Hàn cho hay là họ đang quan sát tình hình Bắc Kinh và Bắc Hàn sau khi có tin đồn là lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un viếng thăm Bắc Kinh. Họ cho biết là nhà khách Da Yung Tai tại thủ đô Bắc Kinh nhộn nhịp, chứng tỏ là có khách quan trọng đang cư ngụ. Trong khi đó, phía Bắc Kinh không trả lời các câu hỏi về việc ai đang ở Bắc Kinh. Một chiếc xe lửa bí mật cũng dành cho những khách quan trọng cũng được biết đã tới Bắc Kinh và đã rời đi từ tối thứ ba theo giờ địa phương ngày hôm nay. Trước đó, thì tiếng mũi nhắc lại là chị của Kim Jong-un là bà Kim Yo-young cũng đã tới Bắc Kinh cùng với lại chủ tịch Kim Jong-nam. Trong khi đó, bản tin cũng có cho hay là người cha của Kim Jong-un là ông Kim Jong-il cũng đã từng tới Bắc Kinh và gặp chủ tịch Giang Trạch-dân vào năm 2000 trước khi mà có hội nghị thượng đỉnh giữa hai miền Triều Tiên vào tháng 6 cùng năm đó. Thưa quý vị, các hình ảnh của vệ tinh do Hoa Kỳ cung cấp đã chứng minh được hiện nay đang có một cuộc tập trận rất quan trọng của Hải quân Trung Hoa trên Biển Đông ở phía bên ngoài của đảo Hải Nam. Sự tập trận quan trọng đó liên quan đến một cái chiếc hàng không mẫu hạm mà do Trung Quốc mua lại của người Nga rồi sửa lại, đó là chiếc Liêu Đông. Thưa quý vị, Liêu Ninh. Chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh này hiện nay đang đi kèm với là nhiều tàu ngầm cũng như nhiều chiến hạm hộ tống ở đi trên vòng Biển Đông, và họ đã đi ngang qua eo biển Đài Loan để thị uy với là Đài Loan rồi sau đó đến đảo Hải Nam, và hiện nay họ đang ở ngoài khơi đảo Hải Nam cùng với rất là nhiều chiến hạm và những cái phi cơ khác đã tham gia một cái cuộc tập trận ở tại nơi đây. Thì hình ảnh mà quý vị đang thấy đó, có nhiều hình ảnh khác nữa mà chính phủ của Hoa Kỳ đã cung cấp cho thấy rằng là Hải quân Trung Hoa hiện nay đang tổ chức một cuộc tập trận ở ngoài khơi đảo Hải Nam, tức là một hòn đảo trên phía bắc của Việt Nam và gần sát với là vịnh Bắc Bộ, thưa quý vị. Liên quan tới cái gọi là cuộc chiến mậu dịch giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ, tin tức mới nhất cho biết là Hoa Kỳ yêu cầu phía Trung Hoa gỡ bỏ một vài sắc thuế nhập nội. Ở trong một lá thư của Bộ Tài chính Hoa Kỳ yêu cầu phía Trung Hoa gỡ bỏ các thuế nhập cảng đánh lên xe hơi của Mỹ và các quy định ngăn cấm các công ty ngoại quốc làm chủ các xí nghiệp cũng như là tài chính và mua thêm nhiều chip bán dẫn điện semiconductor sản xuất tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện đã ra lệnh áp đặt một số thuế nhập nội lên hàng hóa và đang chờ đợi ý kiến từ chính phủ Trung Hoa để ngưng các lệnh trả đũa này. Thưa quý vị, người Trung Hoa đã nhượng bộ một phần bằng cách là họ đã ra lệnh kêu là hủy bỏ một cái số công ty mua những cái chất bán dẫn của các cái công ty Đông Nam Á như là Đài Loan, như là Nam Hàn để có thể mua một số chất bán dẫn kêu là semiconductor của Hoa Kỳ. Đó là cái sự nhượng bộ đầu tiên. Và ngày hôm nay tờ Financial Times cũng nói rằng là hiện nay Trung Hoa đang cố gắng hết sức để mà kêu là đưa ra những cái lệnh cấm nhập những trái cây với lại là những cái gì thịt trái cây và hạt dẻ, hạt nớt, nhất là những cái vấn đề liên quan tới thức ăn của người Trung Hoa. Tuy nhiên thì Trung Hoa chỉ là bước đầu tiên. Trung Hoa còn để lại một số quan bài khác chưa có đánh xuống để có thể thương thuyết với Hoa Kỳ, đó là đậu nành với là lúa mạch. Và ngoài ra
Hoa Kỳ cũng đang ra lệnh cấm vận một vài số hàng hóa liên quan đến các kỹ thuật khoa học của người Trung Hoa để có thể làm áp lực với người Trung Hoa trong vụ này. Tuy nhiên, rõ ràng là hai quốc gia Trung Hoa và Hoa Kỳ đang có những cái cuộc giằng mặt nhau và thương thuyết lẫn nhau trong cái vấn đề chiến tranh mậu dịch. Và chiến tranh mậu dịch lần này có thể sẽ không có, nhưng mà chỉ là một cái việc thương thuyết giữa hai bên để tiến đến những gì có lợi cho Hoa Kỳ hơn là những gì Trung Hoa đang gây ra một cái tình trạng siêu nhập ở ngay tại Hoa Kỳ. Bản tin kể là bản tin từ Syria. Thưa quý vị, chiến tranh từ Syria tiến đến một giai đoạn mới phức tạp hơn. Hàng ngàn người tiếp tục di tản ra khỏi mạng Đông Gauta. Thưa quý vị, Đông Gauta là một vùng bên trên phía bắc của thủ đô Damascus của Syria. Nơi đây có rất là nhiều quân nội loạn chiếm đóng và quân nội loạn đã bị tấn công mạnh mẽ từ tháng 2 cho đến nay dưới sự oanh tạc của những phi cơ Nga. Và vì vậy cho nên họ đã chịu không nổi dưới áp lực này và từ đó họ đã đưa ra những cái thương thuyết thả bớt 18 tù nhân, rồi sau đó nhận được lệnh cho phép di tản ra khỏi mạng Đông Gauta. Sáng hôm nay, trên 100 xe buýt đã rời Đông Gauta, mang theo 7.000 người, trong đó có quân nội dậy, thân nhân của họ và nhiều người dân chúng khác. Nga đã đồng ý để quân nội dậy đang cố thủ trong vùng Đông Gauta được rút lui và di tản khỏi vùng này sau những đợt oanh tạc mà chúng tôi vừa nói. Và đồng thời hôm nay, 100 xe buýt đã mang đến gần 7.000 người, trong đó có 1/4 là quân đội dậy và dân chúng ra khỏi vùng này. Người ta dự trù rằng sẽ đưa đến ít nhất là 13.165 người sẽ đi khỏi nơi đây trong ngày thứ ba. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của quân đội dậy nói rằng họ dự trù ít nhất là 30.000 người có thể được di tản trong một cái vùng Đông Gauta. Vùng này, thưa quý vị, đã có rất là nhiều dân chúng và 110.000 dân chúng đã di tản khỏi vùng này để tránh tên bay đạn lạc và hiện nay đang được quân đội của Syria lập nên những trại tạm cư tạm thời ở phía bên ngoài thủ đô Damascus và gần với là mạng đông của Gauta. Đó là tin mới nhất từ vấn đề mạng đông Gauta. Thưa quý vị, tiếp tục với tin Hoa Kỳ tiếp tục chính sách cứng rắn đối với lại chính phủ của nước Nga. Như tin đã loan ngày hôm qua, phía Hoa Kỳ đã ra lệnh đóng cửa tòa lãnh sự Nga tại thành phố Seattle và trục xuất 60 nhân viên ngoại giao của Nga trên toàn quốc về nước. Hành động này để trừng phạt người Nga qua vụ đầu độc một gián điệp nhị trùng tại thủ đô nước Anh. Trước đó thì trong tháng 3, Hoa Kỳ cũng đã viện trợ nhiều hỏa tiễn chống chiến xa cho chính quyền Ukraine và Hoa Kỳ cũng đã giết 300 quân đánh thuê của Nga tại chiến trường Syria. Trong khi đó, tin như cũng đã loan ở phần đầu, Úc cũng vì vấn đề này đã trục xuất 2 nhà ngoại giao của Nga. Phía chính quyền Hoa Kỳ còn nói rằng họ đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle vì nó gần với lại căn cứ tàu ngầm hải quân của Hoa Kỳ cũng như là đại công ty chế tạo máy bay Boeing. Riêng về vấn đề Nga can thiệp tại Afghanistan, tuần trước tướng tham mưu trưởng của lực lượng Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho các chiến binh của Taliban. Về hồ sơ Bắc Hàn, chính Tổng thống Trump trước đó cũng cho hãng thông tấn Reuters biết từ hồi tháng Giêng là Nga đang giúp cho Bình Nhưỡng trốn tránh các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin từ nước Pháp. Một phụ nữ Pháp 85 tuổi bị giết chết chỉ vì là người Do Thái. Bà Mireille Non đã bị đâm nhiều nhát dao trước khi căn phòng bà cư ngụ bị cháy. Hai kẻ tình nghi, một người 22 tuổi và một người 29 tuổi đã bị bắt. Và một trong hai kẻ tình nghi này đã từng bị buộc tội sờ mó một bé gái 12 tuổi trước đây. Nói chung là trong cái vùng này, đây là một vụ bài Do Thái rất là trắng trợn. Thưa quý vị, người phụ nữ này là cái người mà trước đây trong thời kỳ người Đức chiếm cứ nước Pháp, bà đã thoát nạn trong một cuộc ruồng bỏ người Do Thái ở ngay tại nơi đây. Đó là tin tức mới nhất về vụ kêu là tấn công vào những cái người Pháp gốc Do Thái ở ngay trên đất Pháp, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là các tin chính trong phần thứ nhất của bản tin Top News ngày thứ ba của Việt TV Network. Sau quảng cáo, Phạm Cơ Vũ Kiểm sẽ trở lại tiếp tục với phần thứ nhì.